thưa quý vị và các bạn bắt đầu từ buổi đọc truyện đêm nay mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chuyện dài cung đường vàng nắng của tác giả dương thủy chuyện kể về vi giống như nhiều người trẻ hiện đại có những suy tư rất hiện đại về những sự lựa chọn trong cuộc sống tuy nhiên cô vấp phải rào cản nhất định từ các định kiến đã ăn sâu vào tiềm thức của gia đình dân tộc khi đi bằng con đường của mình tạo ra vì đã tranh đấu với bản thân và có những trải nghiệm mới lạ về nhận thức và cả tình yêu với chàng Jin khủ khờ hoàng tử trong mơ của cô ở nước bì xa lạ nơi cô du học bằng tiền vay mượn một câu chuyện ý nhị dí dỏm và ngọt ngào trên hết đó là câu chuyện gợi mở của số đông những bạn trẻ đang muốn hiện thực hóa giấc mơ du học trời tây mời quý vị và các bạn cùng nghe Mười mấy tiếng ngồi máy bay với tâm trạng phấn khích đến mức chẳng chợp mắt được tí nào. Tôi thở phào khoan khoái khi cuối cùng chuyến bay cũng kết thúc. Thế là tôi đã đến Bruxelles. Lần thứ hai đến với thủ đô của châu Âu tráng lệ. Những hành khách xung quanh lục tục đứng dậy lấy hành lý. Bà đầm tuổi trung niên ngồi gần tôi vừa khoác áo xạ vừa lắc đầu chép miệng. Lại đối mặt với cái xét đáng ghét. Ôi, ba tuần qua, tôi ở Thái Lan đầy ánh mặt trời, ấm áp biết bao. Tôi cười xòa, cũng lấy áo mang tô ra khoác vào. Ngược với tâm trạng của bà ngồi cạnh, tôi nôn nao sắp được đắm mình trong làn gió lạnh cuối đông phương Tây. Tiếp viên hàng không thông báo, nhiệt độ bên ngoài là 1 độ C. Thật tuyệt vời, tôi thèm được lạnh như bao nhiêu người Sài Gòn, mong có vài ngày nhiệt độ giảm để diện áo khoác súng xính mùa đông năm sau, nếu có trốn xét, bà nhớ đến Việt Nam nhé. Tôi quay sang tạm biệt bà bạn đồng hành. Việt Nam đẹp hơn Thái Lan nhiều, tin tôi đi. Tôi bước chân ra khỏi máy bay, một luồng khí lạnh ập đến làm bừng tỉnh mọi ngóc ngách trong cơ thể. Tôi nghe từng tế bào mình xung động sâu xa. Lần trước, khi đến Bỉ, tôi cũng được hưởng một tí nhiệt độ ôn đới vào đầu thu những cơn gió ngọt ngào mang hơi lạnh phương Bắc, thoảng trong không khí hương nhựa cây ngan ngát, ngát của những chiếc lá đầu tiên lìa cành. Trở lại bì lần này, tôi thấy lòng hân hoan như được trở về một nơi trốn vô cùng thân quen, không phải là nhà mà tha thiết hơn cả mái ấm hàng ngày. Tôi sẽ khám phá một khách sạn mới mẻ, sẽ tận hưởng thú cô độc đứng nhìn phố xá co mình trong xá xét từ cửa sổ phòng. Tôi sẽ thích thú ăn những món hải sản bỉ sẽ gọi mỗi ngày một món với các loại gia vị khác nhau. Buổi tối tôi sẽ cắn ngập răng thỏi chocola và khe khẽ hát trước khi chui vào chăn dày ấm áp. Cuộc sống của tôi trong vài tuần ngắn ngủi sẽ thay đổi hoàn toàn so với những ngày dài đơn điệu lê thê ở Việt Nam. Thủ tục hải quan không quá lâu, tôi nhanh chóng nhận hành lý trên băng truyền rồi bồi hồi đẩy xe theo dòng chữ exit một chàng người bỉ chắc chỉ dưới 30 đang dơ tấm bảng nhỏ ghi tên Nguyễn Phương Phi. Tôi kinh ngạc nhận ra tên mình được chăm chú ghi rõ từng cái xấu. Chào anh. Tôi cười xã giao với người đi trước. Anh là người của công ty Van Latter. Vâng, tôi tên Jean Van Breu. Cô chỉ có bao nhiêu hành lý thôi? Đúng vậy. Tôi bật cười nhìn cái vali kéo nhỏ xíu của mình. Lúc về tôi mới mua nhiều đồ. Madame Bero là người chịu trách nhiệm chính về khóa huấn luyện ra sản phẩm mới lần này. Tôi được là đại diện phòng marketing của Valateo Việt Nam tham gia khóa tu nghiệp vì chị sếp trực tiếp đột nhiên nộp đơn nghỉ, nhảy sang công ty khác. Cơ hội hiếm hoi cho một nhân viên trẻ măng như tôi. Khóa huấn luyện khá đặc biệt vì chỉ có mình tôi tham dự theo kiểu kèm riêng thực phẩm chức năng bánh quy sữa dành cho người ăn kiêng lần đầu sẽ được tung ra bán ở thị trường Việt Nam. Sản phẩm này đã bước sang giai đoạn phát triển ở những nước Đông Nam Á nhưng Valter Việt Nam luôn là chi nhánh đi sau các nước khác trong khu vực. Trời hãy còn chưa sáng hẳn dù đã 8 giờ. Tôi mở to mắt thu hết mọi cảnh vật đang vào tiết cuối đông. Xe chạy trên đường cao tốc hai bên đường chỉ là những đường rào đơn điệu, thỉnh thoảng xuất hiện một vài hàng cây chưa kịp thay lá mới. Bầu trời trong vắt, báo hiệu một ngày đẹp trời vàng nắng, dù vẫn còn khá lạnh. Tôi đưa máy chụp hình, bấm lách tách xuyên qua lớp kính xe. Lần đầu cô đến bỉ à? Jin ngồi sau vô lăng, quay đầu nhìn tôi lạ lẫm. Ồ không, lần thứ hai rồi. Năm ngoái tôi được qua dự buổi giới thiệu về tập đoàn Van Latter, Lần đó chỉ có 3 ngày thôi, mà ngày nào cũng phải họp, rồi sẽ bắt tôi quay về Việt Nam gấp do sự kiện quan trọng. Lần này tôi thấy xúc động quá. Tôi buộc miệng thì thào, mắt vẫn nhìn chăm chú vào máy chụp hình. Tôi yêu nước Bỉ. Tôi chưa từng nghe một người nước ngoài nào nói yêu nước Bỉ. Duyên ngớ người. Nước Bỉ chúng tôi có gì đặc biệt so với những nước bạn châu Âu khác? Bản sắc của chúng tôi quá mờ nhạt chúng tôi là một nước mà có đến mấy ngôn ngữ vay mượn. Người châu Âu thì trêu gẹo người Bỉ chúng tôi ngốc. Cô yêu nước Bỉ thật à? Tôi bật cười, không đáp. Thấy anh chàng Jean này đúng là người Bỉ thứ thiệt, thật thà quá mức cần thiết. Cả châu Âu có cả kho chuyện tiếu lâm trêu gẹo người Bỉ ngờ nghịch. Họ nói người bị khù khờ, ai nói gì cũng tin, ai khen gì cũng tưởng thật. Người bị nhìn nhận các vấn đề rất chân phương và đơn giản không hẳn tôi có tính ngoại sao khi nói tôi yêu nước Bỉ, nhưng quả thật từ yêu của tôi và Jean không cùng một ý nghĩa. Tôi đổi đề tài. Anh làm cho Van lâu chưa? Mới có bốn năm thôi. Jean trả lời thẹn thùng. Còn cô? Bốn năm mà anh nói mới có. Tôi kêu lên. Ở Việt Nam, ai mà làm ba năm cho một công ty thì bị cho là trì trệ rồi đó. Tụi tôi nhảy việc nhiều lắm, Tôi vô Van Latter được gần 2 năm nay. Đây là công ty đầu tiên của tôi khi ra trường. Tôi đi thực tập năm cuối, rồi được nhận vào làm luôn. Có dạo tôi chán lắm, nhưng giờ chị xếp trực tiếp của tôi tự nhiên nghỉ qua công ty khác. Tôi được tổng giám đốc giao làm nhiều việc quan trọng và thú vị hơn. Rồi giờ thì tôi được cho sang đây tu nghiệp về sản phẩm. Tôi đang có nhiều động lực làm ở công ty này. Còn anh, anh đang thích thú với công việc hay đang chán? Tôi nhìn ngớ người. Chán. Với thanh niên mới ra trường, tìm được việc làm là may, Van là từ cũng là công ty đầu tiên của tôi. Tôi quá hài lòng được vào công ty lớn như vậy đấy. Tôi phải cố gắng giữ việc, không để bị sa thải. Sao lại sợ bị sa thải chứ? Tôi ngạc nhiên. Anh làm việc không tốt, anh sai phạm gì? Không, ý tôi là công ty đang gặp khó khăn trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế. Sản phẩm của công ty mình thuộc loại thiết yếu thật đó, nhưng nếu cần tiết kiệm, người ta cũng giảm ăn sô cô la và các thực phẩm về sữa. Jean cố giải thích nhưng không hy vọng tôi hiểu được. Nhân viên ở Valletour sợ bị cắt giảm nhân sự. Cuối tháng là chúng tôi hồi hộp, có nhiều trường hợp rồi, cô không hiểu nổi đâu. Việt Nam là thị trường mới, khác xa với bên châu Âu này vẻ mặt tự xưng trở nên khinh khỉnh khi nói không hiểu nổi đâu của Jin quá chân thật, đến mức tôi như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Tôi nóng người, nghĩ mình bị coi thường thái quá. Có gì mà không hiểu nổi? Không hiểu thì giải thích. Làm việc trong công ty bì hai năm nay, nhiều lần tôi phải bực bội, chịu đựng cảm giác này. Người bì cứ tưởng mình hơn người khác. Đủ phân biệt, tôi thầm hậm hực, thật đáng ghét. Tôi trở mặt lạnh lùng, không thèm trò chuyện vui vẻ như lúc mới lên xe nữa. Jin dường như không nhận ra. Anh nghĩ đơn giản chắc tôi mệt vì trải qua một chặng bay dài. Anh cũng không nói gì thêm, chăm chú lái xe. Đoạn đường 10 cây số từ phi trường vô trung tâm thủ đô Bruxelles không quá dài để hai người im lặng đủ lâu. Khi xe chạy vào khu ngoại thành, tôi lại bật dậy, bấm máy chụp hình lê lịa. Tôi giáo giết đề nghị hạ kính xe xuống. Jin lật đật tuân lệnh. Gió lạnh nhanh chóng tràn vào làm tôi run rẩy. Thôi, kéo kính xe lên. Tôi mà bệnh ở đây thì nguy. Jin lại nhanh chóng làm theo, không để lộ biểu cảm gì. Tôi xoa hai bàn tay vào nhau, suýt xoa lục giỏ tìm găng. Lúc tôi đang ung dung đeo hai đôi găng tay vào, anh đồng nghiệp bỉ đều giọng hỏi người Việt Nam không có thói quen nói làm ơn khi đề nghị việc gì và không nói cảm ơn khi được đáp ứng việc mình mong muốn à? Dù Jean có vẻ thật thà khi thắc mắc theo kiểu tìm hiểu văn hóa và tôi thì đã cố ý không cảm ơn để trả thù việc anh ta tỏ thái độ khinh khỉnh. Tôi thấy xấu hổ, chỉ muốn độn thổ tức khắc và ước gì mình đừng bao giờ nhìn mặt anh chàng ngây thơ cụ. Làm sao giải thích với anh ta rằng vì cảnh đẹp mà tôi trở thành một kẻ bất lịch sự. Khách sạn Ibis, công ty Valater chọn thuê cho tôi nằm gần khu trung tâm phố Magdeburg. Đây là chuỗi khách sạn dành cho doanh nhân, khá trung tính và dễ chịu. Chuỗi khách sạn Ibis ở khắp các thành phố lớn của châu Âu thường nằm ở những nơi tiện lợi, giúp doanh nhân dễ dàng di chuyển trong chuyến công cán. Tại Bruxelles có đến vài Ibis. Jean giúp tôi đem theo hành lý lên phòng. Nhưng chúng tôi chọn Ibis này vì muốn cô sẽ có những ngày hoàn hảo nhất ở Bỉ. Khách sạn có tên Ibis Hotel of Grand Place. Jean cố ý gần từng tiếng khi nói tên khách sạn. Cái tên nói lên địa điểm nằm sát Grand Place, quảng trường lớn, trái tim của Bruxelles. Tôi thích thú với viễn cảnh sẽ đi dạo ngắm phố xá, chụp hình miệt mài và shopping mê mại tôi đã từng ghé qua Bruxelles một lần, chỉ kịp đến văn phòng công ty mà chưa thăm thú thủ đô châu Âu. Lần này, mình sẽ ngấu nghiến Bruxelles. Biết đến bao giờ mới có dịp. Chuyên nói tạm biệt và hẹn sẽ quay lại đón tôi vào lúc 3 giờ chiều. Anh chàng có vẻ thất vọng vì sự chuẩn bị chu đáo đón rước đồng nghiệp Việt Nam không được tôi thật sự trân trọng. Tôi ghi là tên Nguyễn Phương Vi đã được một người Việt Nam nào đó biên tập dùm. Jin đã hỏi nhờ ai giúp hộ. Anh muốn tôi có cảm giác hoàn hảo khi vừa đặt chân xuống nước bỉ. Thế mà Jin chẳng nhận được gì từ tôi ngoài hai tiếng cảm ơn có phần lạnh lùng. Jin nhún vai thở dài ngao ngán bỏ đi. Tôi bật cười một mình, nghĩ mình cũng quá đáng. Tôi không có ý trành trệ, nhưng cũng không muốn dây vào con trai, nhất là người nước ngoài. Tôi chúa ghét bọn con trai. Họ làm cuộc đời mình mất thời gian, vô ích. Đột nhiên tôi nghĩ đến mẹ, Mẹ mà biết tôi bất lịch sự với Jean, bà sẽ lại chép miệng. Con vừa đánh mất cơ hội của một người và cũng chính là của con. Mẹ đang lo tôi ý. Chà chà, 24 tuổi rồi. Tôi nghĩ chắc mình nên thân thiện hơn với Jean khi anh quay lại rước vào buổi chiều. Một cụm từ vừa thoáng qua đầu tôi. Rõ ràng, một mối tình không biên giới. Hừm, tôi nghĩ tôi đang tự vần vơ gì vậy. Sao mà xến quá? từ cửa sổ phòng tôi nhìn xuống mattheo house Hall. thấy anh độc nghiệp bỉ bước ra với dáng vẻ buồn bực tôi áy náy quá kể ra cũng tội nghiệp người ta anh chàng này không mấy đẹp trai lại còn bày đặt màu mè sau đó làm việc với người bỉ hai năm nay tôi quý họ vì tính chân phương đơn giản và thật thà nhưng tôi thích những người sâu sắc chưa nói đã hiểu ý nhị thâm trầm tiếp xúc với những người như thế thú vị hơn trong công ty ở Việt Nam các xếp người bỉ lành tính đến mức luôn bị nhân viên địa phương lợi dụng những ngày đầu về làm việc trong Valladolid tôi bực bội khi thấy người Việt Nam ghê gớm quá họ có khả năng rùi các xếp theo ý mình nhưng rồi tôi cũng nhận ra người bỉ máy móc và chân phương họ thích áp dụng những quy định chỉ thích hợp ở Châu Âu và môi trường Việt Nam vốn đang ở ngưỡng giao thời nhiều lúc tức muốn nghẹn thở vì không cách gì giải thích cho xếp tổng giám đốc hiểu ở Việt Nam là vậy đó. Những nhân viên địa phương cuối cùng tìm cách đối phó bằng vô vàn mánh khóe. Chị Vân, xếp cũ của tôi thường hay nói, người bị thật thà, người mình thì láo lỉnh, nhưng chưa biết mèo nào cắn miều nào. Không phải vô cớ mà họ phát triển hơn ta cả trăm năm và sang đây làm xếp. Người Việt mình khôn thật, nhưng mà toàn khôn lõi. Chẳng biết có trọi lại những quy trình và luật lệ được xây dựng quá chặt chẽ của họ không, nhưng nhân viên Việt nào cũng tìm cách lăm le qua mặt. Và lần nào thắng, họ cũng ấy náy đã lừa xếp để rồi chật lưỡi, mặc kệ. Ai biểu người bị các ông hiền làm chi? Mới gần 10 giờ sáng, ngoài phố, ánh nắng tháng 3 đã trói lòa đáng ngạc nhiên xuống những viên đá lát đường xám bóng. Dù khá mệt do không ngủ tí nào suốt đêm trên máy bay, tôi nghĩ mình quá phấn khích để nằm nghỉ trên phòng. Thời gian bên đây là vàng bạc, tôi phải tranh thủ từng phút để tận hưởng không khí châu Âu. Có thể buổi chiều khi vào công ty, tôi sẽ mở mắt không lên, nhưng hiện tôi không buồn ngủ tí nào. Tôi quyết định khoác ba lô dạo chơi một tí trước khi Jean quay lại đón lúc 3 giờ chiều. Tôi cũng dự định sẽ mua một phần fry khoai tây chiên giòn ăn với sốt mayonnaise. Tôi thấy bụng chợt đói quặn lại nên vội nuốt khan nước bọt dâng lên thèm thuồng trong miệng tôi vốn là tín đồ của khoai tây chiên thường thích vào kfc ở sài gòn ngày cuối tuần để ăn món này mặc cho mọi người chửi khùng trước thói quen ăn uống dễ tăng cân của tôi mấy chị đồng nghiệp trong công ty hay nói chắc kiếp trước vì người bỉ nên mới thích khoai tây chiên rồi cười bỏ lăn ai cũng nói đó là món ăn đơn giản và chân phương nhất thế giới vậy mà người bỉ thích tự hào đó là quốc hồn quốc túy của họ Bruxelles xứng đáng là thủ đô ẩm thực của châu Âu. Tôi hít hà khi vừa bước chân ra khỏi khách sạn ai biết. Những tiệm cà phê xinh xắn tỏa hương quyến rũ. Mùi cà phê sữa nồng nàn, mùi bơ trên bánh sừng trâu, béo ngậy, mùi khoai tây chiên giòn ấm áp, mùi sô-cô-la nóng hồi thơm lừng. Những du khách ăn sáng trễ, ngồi dài rác ngoài vỉa hè hứng nắng. Trông họ có phần thành thơi và tươi tắn. Quả là một ngày đẹp trời tôi nhận ra marchiols hall chợ bán cỏ hành tuy có cái tên chợ búa và quê mùa nhưng lại là một con phố sang trọng với những cửa hiệu thời trang phòng triển lãm nghệ thuật và những tiệm bán đồ lưu niệm xinh xắn hãy còn sớm nên các cửa hàng chưa kịp đông khách không khí mua bán vì thế cũng chưa trộn rộn phố xá còn thoáng đãng thưa thớt khách bộ hành tôi len lén lấy máy chụp hình của mình đặt lên những bệ cửa bật chế độ chụp tự động rồi nhảy ra đứng trước màn hình tạo dáng nhí nhảnh. cứ thế tôi tự chụp hình mình khi đi dọc theo con phố Marchall House. Tôi vô cùng phấn khích khi nghĩ đến cảnh những tấm hình tuyệt vời này sẽ được đưa lên Facebook khoe khoang. Dù có đôi chân không mấy dài và gương mặt không thuộc dạng sắc nước hương trời, tôi có sở thích chụp hình với nhiều dáng vẻ chuyên nghiệp không khác gì người mẫu thứ thiệt tôi biết mình ăn ảnh nên càng thích chụp hình khi có dịp đến một nơi xa lạ. Con phố nhỏ lát đá ngay trung tâm Bruxelles này quả rất lý tưởng cho tôi, vừa đóng vai nghệ sĩ nhiếp ảnh, vừa tích cực làm người mẫu lành nghề. Tôi hy vọng không mấy người để ý đến hành động tự sướng của mình khi cứ đi vài bước là lại tạo dáng, cười hờ hững, ngước mắt ngây thơ hay nhìn về phương trời vô định nào đó trước cái máy vô hồn không người điều khiển. Sau đó, tôi lật đật bật chế độ xem lại hình vừa chụp, cười khoái chí trước những tấm ảnh thành công, rồi lại tiếp tục một góc máy khác. Lúc tôi vừa kịp nghe tiếng tách báo hiệu pô hình đã hoàn thành, từ hình sáng thiếu nữ ngây thơ đang nhìn ngơ ngác về hướng mặt trời mọc, tôi quay lại tìm máy ảnh, thì giật bắn nhận ra cái máy đã không cánh mà bay. Tôi đã đặt máy trên bệ cửa sổ có những đường viền gồ màu hồng lãng mạn của một tiệm cà phê có ai đó trong một tích tắc đã mở cửa ra chụp lấy xung quanh dường như không ai cả cô nên cẩn thận tự chụp hình kiểu này có thể bị lấy mất máy chụp hình đó anh tôi kêu lên thất thanh khi một anh chàng nấp sau bức tường sát cửa sổ hồng ló mặt ra anh theo dõi tôi à theo dõi tôi không theo dõi chuyên lúng túng tôi tình cờ có mặt ở đây thôi Đáng lý anh phải quay về công ty rồi chứ." Tôi giận run lên. "Anh theo dõi tôi suốt từ lúc tôi từ khách sạn Ibis bước ra." "Không, Jin chống chế." "Không phải. Đừng có chối, tôi tưởng người bị thật tha lắm." Tôi đỏ bừng mặt. Hóa ra anh chứng kiến cảnh tôi tự chụp hình, anh cười thầm trong bụng, anh cho tôi là con nhóc nhà quê. "Tôi không theo dõi cô." Jin lấy hết sức bình sinh hét lại. Tôi tình cờ thấy cô tự chụp hình trước tiệm cà phê mà tôi đang ngồi bên trong. Tôi không cười thầm trong bụng khi thấy cô ọng ẻo làm dáng trước máy. Mà là tôi cười to lên hô hố. Trời ơi, sao mà có người nhà quê đến như vậy? Jin bật cười sắc sụa. Anh ôm bụng oằn mình rồi diễn tả lại cảnh tôi tạo dáng. Cong một chân lên, tay chấp sau lưng, ưỡn ngực vòng tay sau ót. Bùng tóc xóa trong gió, chớp mắt ngây thơ, nhìn về hướng xa xăm. Thậm chí, Jin còn diễn lại cảnh tôi giật bắn người, phát hiện mất máy chụp hình, rồi la lên the thế. Anh, anh, anh theo dõi tôi à? Anh thật là quá đáng. Tôi tức muốn trào nước mắt. Tôi chưa từng gặp một người bỉ nào trơ trẽn như anh. Tôi cứ tưởng người bỉ. Thật tha lắm. Jin nói câu tiếp. Ý cô muốn nói, người bỉ ngốc nghếch lắm. Tôi diễn lại đúng những gì cô làm mà, một cách thành thật nhất tôi có bịa ra điều gì đâu. Tôi còn cảnh báo cho cô biết, coi chừng mất máy chụp hình nếu thích tự chụp theo kiểu này. Bruxelles không chỉ có người bị, còn có nhiều người khác không được thật thà, có thể chụp đồ của cô bất cứ lúc nào. Trả máy chụp hình lại cho tôi. Tôi gào lên. Máu lên. Lẽ ra cô nên nói, xin vui lòng trả máy chụp hình lại cho tôi. Jean thất vọng. Lúc nào cô cũng ra lệnh thế sao? Cô cũng chỉ là nhân viên bình thường trong công ty. Cô đâu phải là manager mà quen thói sai biểu người ta vậy. Tôi đứng được xa. Hết biết mình phải cư xử thế nào. Từ chỗ làm người kết án trên dình tôi chụp hình tự sướng. Giờ tôi lại bị trên quy chụp tội bất lịch sự và canh kiệu. Người phục vụ trong quán cà phê đột xuất xuất hiện với sáng vẻ trầm trọng. Tên này lấy máy chụp hình của quý cô à? có cần tôi làm chứng rồi cùng nhau gặp cảnh sát khai báo không? Tôi thấy hắn thò tay lấy của cô. Jean và tôi há hốc, cả hai tự nhận đã đẩy tình hình đi quá xa. Tôi vội giải thích. Không phải, chúng tôi quen nhau, chỉ là hiểu lầm thôi. Người phục vụ đúng bản chất thật thà như đếm của người bị, thắc mắc kêu lên. Sao thế được? Tôi nghe quý cô đây la to, trả máy chụp hình lại cho tôi trong quán cà phê của chúng tôi không thể để tình trạng này xảy ra được. Mất uy tín quán, mất uy tín Bruxelles. Nào, cùng nhau đi gặp cảnh sát thôi. Tôi ngửa mặt than trời, không biết chừng nào mới kết thúc cơn ác mộng này. Tôi bỏ vào miệng cà vốc fry, nhai ngấu nghiến, rồi uống từng ngụm coca nghẹn học. Công nhận khoai tây chiên của bỉ thơm lừng, béo thanh, không bị ngậy như ở Việt Nam. Bên cạnh Jean ngốc nghếch ngồi nhìn kinh hãi cảnh ăn uống chẳng đẹp mắt tí nào của đồng nghiệp. Sau màn bi hài gây cấn ở quán cà phê trên phố, cả hai cuối cùng được chủ quán là người Hà Lan ra giải cứu. Ông nháy mắt với tôi. Cô đừng để gặp rắc rối với những anh chàng bỉ. Họ thật thà đến là mệt. Mỹ nhân đến từ Thái Lan như cô chắc sẽ còn bị họ dây vào làm phiền đó tôi được thu hồi máy chụp hình và thả cho đi, nên mừng quá cảm ơn dối xít, không màng cả việc phân trần tôi không phải là người Thái, cũng chẳng là mỹ nhân hay pháp nhân gì cả. Jin đi theo, thái độ buồn bực, muốn phân trần hay giải thích thêm nhiều điều. Tôi cứ phăng phăng đi trước, không định hướng mình đang đi đâu, chỉ muốn thoát khỏi anh chàng quái chiêu, thật thà không ra thật thà, quỷ quái không ra quỷ quái. Đi ngang một cái quán xinh xinh, mùi fry thơm lừng bay ra, Tôi chợt nhớ, mình đói nghiến rồi. Anh đi theo tôi làm gì? Tôi khinh khỉnh hỏi. Chúng ta đã hẹn 3 giờ chiều, anh mới quay lại khách sạn, ai biết đón tôi mà. Tôi tức quá. Jin vung tay lên bức xúc. Tôi có ý, muốn cảnh báo cô đừng chụp hình một mình, có thể bị kẻ gian lấy mất lúc cô tạo sáng, vậy mà cuối cùng lại bị quy chụp như chính tôi là thằng ăn cắp. Tôi không muốn đôi co với anh Tôi lên giọng Từ nay đừng dính líu gì đến tôi Nếu Madame Marlboro có giao anh phải làm tài xế Đưa giúp tôi trong những ngày tôi tu nghiệp ở Bruxelles Thì anh cứ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi Ok Ok Giọng Jean đầy ấm ức Tôi không muốn nói gì nữa Cúi xuống ăn miệt mài phần fry của mình Đến khi tôi ngừng lên Jean đã biến mất và các bạn thân mến buổi đọc truyện đêm nay của đài phát thanh và truyền hình bắc giang đến đây là hết diễn biến tiếp theo của truyện dài cung đường vàng nắng của tác giả dương Thủy mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai thu loan xin kính chào tạm biệt